ế ẩm, cửa hàng sống nhờ hàng cũ. Người dùng Việt đang dần quay lưng với mặt hàng iPhone mới khi các tháng qua, sức mua liên tục sụt giảm và đến nay, chỉ lác đác vài người hỏi đến thế hệ XS Series. Theo khảo sát, giá bán mặt hàng iPhone XS, XS Max và XR đều đã giảm về chạm đáy trong một tháng trở lại đây. Điển hình mức giá một phiên bản iPhone XS Max, giá bán đã dưới mức 23 triệu đồng nhưng vẫn không hút khách. Thậm chí các mẫu sản phẩm Line New và hàng trưng bày bán ở mức 20 triệu đồng, cũng có chung tình trạng ế ẩm. Theo một đại diện bán lẻ cho biết, thực tế đó là điều đã được dự đoán từ hai tháng trở lại đây khi sức mua liên tục sụt giảm ông này cũng cho biết giá bán iphone mới cũng được đánh giá khá cao dù đã giảm giá liên tục vài tháng qua đi cùng đó là việc nâng cấp trên iphone xs series không đủ cuốn hút để người dùng phải thay đổi hầu như có thể nói họ đang chờ đợi thế hệ iphone mới trước khi quyết định mua sắm điều này dẫn đến thị trường này đi xuống ế ẩm chưa từng thấy trong vài năm trở lại đây tuy mặt hàng iphone mới ế ẩm nhưng các mặt hàng iphone cũ lại đang bán rất tốt Điều này giúp cho các hệ thống chuyên kinh doanh iPhone sống tốt trong vài tháng qua. Theo một chủ cửa hàng, iPhone X đã qua sử dụng đang được xem là mặt hàng thu hút lớn sự chú ý của người tiêu dùng trong nước. Mức giá sản phẩm này hiện đang rơi vào khoảng dưới 14 triệu đồng, rẻ hơn cả 10 triệu đồng so với các thế hệ iPhone mới, trong khi hình dáng của nó không thua kém và giống y đúc iPhone XS nên khiến máy hút khách. Bên cạnh đó, thị trường Việt cũng đang chứng kiến một loạt thế hệ iPhone X không có Face ID tấn công với mức giá 10,5 đến 11 triệu đồng. Mặt hàng này về cơ bản là bị hư tính năng mở khóa iPhone bằng hệ thống camera Face ID, nhưng bù lại các tính năng khác không bị ảnh hưởng. Một sản phẩm khác của Apple là iPhone 8 Plus, 7 Plus đã qua sử dụng cũng là mặt hàng bán rất mạnh ở các chuỗi bán lẻ chuyên kinh doanh iPhone. Các mặt hàng này được cho là đánh vào người dùng iPhone nhưng không thích dạng màn hình tai thỏ.